Diễn viên Anh Đức phân trần về loạt hình ảnh lộ rõ biểu cảm cứng đờ, nụ cười méo xệch. Anh Đức cho biết bản thân không hề sử dụng chất cấm trước khi tham gia sự kiện vào tối ngày 26 tháng 4. Vào tối ngày 26 tháng 4, diễn viên Anh Đức đã có mặt tại một sự kiện khai trương phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, diện mạo mệt mỏi, thiếu sức sống của anh ngay lập tức đã trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi. Mới đây vào chiều tối ngày 27 tháng 4, khi trả lời phỏng vấn với Vietnamnet, anh Đức không giấu khỏi tâm trạng buồn bã và bức xúc khi những hình ảnh của bản thân tại sự kiện bị bịa đặt, tạo ra nhiều thông tin thất thiệt liên quan đến cuộc sống đời tư. Cụ thể, khi tâm sự với Vietnamnet, anh Đức cho biết bản thân ban đầu vốn định giữ im lặng, nhưng sau khi thấy câu chuyện bắt đầu mất kiểm soát và có thể ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè nên đã quyết định lên tiếng. Bao lần nghệ sĩ bị tung tin đồn nhảm, chúng tôi chỉ biết im lặng cho qua. Kể cả những tin đồn được xác thực là giả, chính những người đồn lại xem như chưa có gì. Vậy ai sẽ trả lại danh dự cho chúng tôi? Về việc tham sự kiện tối ngày 26 tháng 4, anh Đức chia sẻ đã được mời đến dự lễ khai trương phòng trà của một chuyên gia trang điểm đã quen biết từ trước đó. Thực tế, nam diễn viên không hề có ý định chụp ảnh check-in tại khu vực bên ngoài sự kiện vì đã đến muộn và được chủ nhân mời vào bên trong. Nhưng khi đang bước vào sân khấu thì một số YouTuber quay phim đã đề nghị anh Đức quay trở lại khu vực check-in để tạo dáng chụp hình. Anh bức xúc nói thêm, tôi đang giảm cân để chuẩn bị cho một dự án phim sắp tới, cộng thêm biểu cảm tạo dáng không thoải mái. Không ngờ vài phút sau hình ảnh của tôi lại được tung lên mạng với những cái tít, nội dung câu view nhảm nhí. Bên cạnh đó, biểu cảm cứng đờ, thiếu tự nhiên của anh Đức trong loạt ảnh trên đã dấy lên tin đồn nam diễn viên có thể sử dụng chất cấm. Đứng trước nghi vấn này, anh thẳng thắn cho biết, tôi khẳng định không có chuyện dùng chất cấm trước khi dự sự kiện như lời một số người tung tin hiện nay.